Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã bước sang năm thứ 8. Theo đánh giá của trưởng ban chỉ đạo, thời gian qua, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực để thực hiện một cách có hiệu quả cuộc vận động. Theo đánh giá của vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, đến nay các mặt hàng do các doanh nghiệp sản xuất trong nước ngày càng được đánh giá cao về chất lượng. Các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu chiếm tỷ lệ cao trong hệ thống phân phối cả truyền thống lẫn hiện đại. Nhà sản xuất cũng đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước người tiêu dùng. Tôi thấy rằng chất lượng hàng Việt của mình hiện nay được nâng cao rất là nhiều. Một phần là do sự tiến bộ của công nghệ sản xuất, một phần là do nhu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng đã thúc đẩy cho các nhà sản xuất chú trọng đến cái khâu sản xuất mà cho ra đời các mặt hàng chất lượng cao. Cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là một cái cuộc vận động tôi cho ra rằng là rất thiết thực. Thiết thực ở đối với người tiêu dùng thì chúng tôi thấy rằng là người tiêu dùng đã bắt đầu có những ý thức hơn, ưa chuộng nhiều hơn cái hàng Việt Nam do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Về phía chúng tôi, các công ty thì chúng tôi thấy rằng là đây là một cái cơ hội marketing rất là lớn để chúng tôi tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã để phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, nhờ hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và tham gia các kỳ hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, nhiều nhà sản xuất đã xây dựng được mối liên hệ, nắm được nhu cầu thị hiếu của khách hàng để xây dựng chiến lược phát triển của mình. Từ đầu năm đến nay, đã có 5 hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao được tổ chức tại 5 tỉnh thành cả nước, bao gồm An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Định và Đồng Nai. Là một đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc tự hào là doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động và đồng hành tham gia thường xuyên tất cả các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt về nông thôn trong nhiều năm liền. Bởi theo lãnh đạo của công ty, hội chợ được xem là dịp để các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao giới thiệu những sản phẩm của mình với người tiêu dùng, tạo sự uy tín, niềm tin của khách hàng, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại. Thì hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao thì công ty Quy Phúc không riêng gì ở tỉnh Đồng Nai đã theo chương trình này đã rất nhiều lần, từ Bình Định, Đà Nẵng rồi vào Đồng Nai này đã hai năm liên tiếp rồi. Thì người tiêu dùng ở Đồng Nai này thì họ đánh giá những sản phẩm của công ty Quy Phúc là chất lượng nên họ sẽ tin dùng, đây là hàng Việt Nam chất lượng cao. Thì cũng trong cái chương trình này thì người ta cũng quan tâm chủ yếu là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cũng theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, mức sống của người dân ngày càng cao, nhất là tại các thị trường, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Điều đáng nói, để hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng như hiện nay phải trải qua sự cạnh tranh với các sản phẩm nhập ngoại một cách khốc liệt. Trong thời gian qua, nhiều chương trình xúc tiến thương mại cho hàng Việt được các sở công thương phối hợp với các siêu thị tổ chức đã tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp tìm hiểu nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, từ đó có định hướng sản xuất và phục vụ tốt hơn nhu cầu của thị trường. Với chương trình mà các bộ ngành luôn luôn quan tâm, đó là cái định hướng của nhà nước là người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thì Bảo Minh cũng đã có những cái phương hướng hoạt động là sẽ kết nối như thế nào và cái độ lan tỏa của nó như thế nào đối với người tiêu dùng để tất cả cái người dân và cái sản phẩm gạo là bữa ăn, sản phẩm thiết yếu đối với sản phẩm của người Việt. Có mục tiêu rằng là phổ cập trong 4 kênh, và trong 4 cái kênh này thì luôn luôn rằng là có những cái chương trình demo, những cái hiệu ứng chủ đề, ví dụ như là hương vị Việt, rồi là cái ngày sinh nhật của các hệ thống trung tâm siêu thị, hoặc các chương trình bữa ăn an toàn, thì chúng tôi đều dành những cái chương trình bình ổn giá. Theo Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp trong sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ thông qua triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước, tổ chức và phối hợp thực hiện các điểm bán hàng Việt và đưa hàng Việt về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn cần phải đẩy mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, việc xây dựng các chương trình để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, xây dựng các mối liên kết, trao đổi trong sản xuất, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ triển lãm sẽ là những giải pháp cơ bản để phát huy hơn nữa vai trò liên kết, gắn sản xuất với kinh doanh của các doanh nghiệp, đồng thời cũng là hoạt động thiết thực để hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.